Đang xin chào bạn. Đang vừa về thêm một lô CNC chiều dài 24 và 27. Đây một lô. Quay cho bạn xem. Giới thiệu bạn xem. Gần 24 tích hợp cầu cầu lăng C, cầu cha cha chim, cần này cần bạo lực khỏe các bạn. Khuya này bác bạn bác cần bạn carbon xoắn chéo, không phải xoắn ít các bạn nhé. Đốt ngọn này 2.7 đầu alo đây. Nên rất đẹp. Đây là 24 đến 2.7 đây. Bảy khuyên cần 24 là 7 khuyên cả đầu alo các bạn nhé. Bảy cũng 7 khuyên cả đầu alo. Nó tương tự nhau thôi. Khác chiều dài, thiết kế giống nhau. Đốt ngọn cũng 2.7 carbon xoắn, các bạn nhìn cái bước xoắn, cái bước xoắn. Bạn nào nhu cầu inbox riêng Facebook hoặc là Zalo đồ câu Hải Đăng. Đấy, vừa rồi Hải Đăng giới thiệu các bạn cần GLC chiều dài 24 và 27. Hải Đăng Fishing xin chào và hẹn gặp lại các bạn những sản phẩm tiếp theo của Hải Đăng Fishing.